Với hơn 7.600 tỷ đồng được giải ngân, đợt thu mua tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân đã kết thúc và trong khi vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về hiệu quả thực sự của đợt thu mua lúa gạo tạm trữ vừa rồi, thì Oxfam, tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo, đã đưa ra bản báo cáo ai được hưởng lợi từ việc tăng giá lúa gạo. Theo bản báo cáo này, thì nông dân không được hưởng lợi mà lợi nhuận lại chuyển về doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Theo báo cáo do Oxfam Việt Nam và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn vừa công bố, nông dân hiện không được hưởng lợi từ chính sách thu mua gạo tạm trữ với 3 lý do chính. Việc xác định giá mà các doanh nghiệp xuất khẩu phải trả cho người nông dân là phức tạp và không phù hợp. Thời gian cho vay tạm trữ thường là 3 tháng, nhưng doanh nghiệp không mua tại thời điểm giá cao mà chỉ tiến hành mua khi giá ở mức thấp. Thời gian thu hoạch lúa tương đối khác nhau giữa các tỉnh, song thời gian thu mua tạm trữ lại cố định. Nghiên cứu của Oxfam cũng chỉ ra lợi nhuận từ việc trồng lúa của nông dân đang liên tục giảm. Nếu như năm 2006, nông dân thu được 70% tổng lợi nhuận từ sản xuất và kinh doanh lúa gạo, thì đến năm 2010, người trồng lúa chỉ thu được có 10%. Trong khi đó, điều tra nghiên cứu sâu tại hai doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở An Giang cho thấy tỷ trọng từ xuất khẩu gạo trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ có 7% vào năm 2007, đã tăng lên 99% vào năm 2008 và năm 2010 là 97%. Để cùng tìm hiểu kỹ hơn về bản báo cáo này thì chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay bà Lê Nguyệt Minh, trưởng đại diện Oxfam tại Việt Nam. Cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa bà Lê Nguyệt Minh, theo bản báo cáo của Oxfam thì thu nhập của nông dân trồng lúa thì đang ngày một giảm đi theo thời gian. Và liệu có thể hiểu là vậy thì cái lợi nhuận đó thì đang chạy từ người nông dân sang doanh nghiệp đúng không ạ? Chúng ta có thể hiểu như này, cái lợi nhuận của nông dân trồng lúa ở Việt Nam trong mấy năm qua đang ở trong cái tình trạng là đi xuống, và đi xuống rất là nhanh như con số mà Thùy Linh vừa mới chia sẻ đấy. Thì cái chi phí sản xuất của người trồng lúa là ngày càng cao lên do cái giá đầu vào cao lên này, rồi cái giá trên thị trường rất là biến động, trong khi nông dân thì lại không được chủ động là đặt ra những cái giá đấy mà phải chấp nhận giá. Mà doanh nghiệp thì dường như những cái xu hướng hoặc là những cái chính sách của mình hiện tại là đang bảo hộ doanh nghiệp nhiều hơn là bảo hộ nông dân. Chính vì thế cái tình trạng là cái lợi nhuận là chảy vào túi doanh nghiệp chứ không chảy vào túi nông dân. Vậy thì theo đánh giá của Oxfam thì cái việc mà doanh nghiệp thu mua lúa tạm trữ thì chính là tác động đến cái xu hướng này trong thời gian vừa qua. Cái chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo của Việt Nam theo như cái đánh giá của Oxfam và những cái nghiên cứu mà Oxfam tiến hành cùng với Viện Chiến lược thì thấy rằng là nó dường như chưa có tác động tới cái vấn đề là tăng cái giá mua cho nông dân, và có rất là nhiều lý do. Lý do là gì? Do cái cách mình thực hiện có rất nhiều bất cập. Mình không, nông dân thì chưa được bán trực tiếp cho doanh nghiệp này, và họ cũng chính vì thế họ không có cơ hội để hưởng cái giá tăng này. Và thêm nữa là nông dân ấy thì cái họ lại không có cái cơ hội để đàm phán giá nữa. Và một cái điểm nữa là cái doanh nghiệp khi mà mua thì họ cũng thường là mua giá thấp chứ không mua giá cao, và ngay kể cái việc là phân bổ cái chỉ tiêu giữa các tỉnh cũng tạo cái khó khăn không cho cho nông dân tiếp cận được cái chính sách này. Với những nguyên nhân như vậy thì có thể nói là chính sách thu mua lúa gạo tạm trữ trong thời gian vừa qua, thực hiện trong mấy năm vừa rồi, thì dường như là chưa mang lại hiệu quả thực sự và người nông dân chưa được hưởng lợi. Vậy thì Oxfam có những cái kiến nghị hoặc là có những cái chính sách như thế nào để người nông dân được hưởng lợi hơn từ chính sách này, hoặc là có những cái kiến nghị để mà người nông dân bám với ruộng đồng? Tôi xin chia sẻ thêm một chút nữa là năm nay mình đã Việt Nam mình phải bỏ ra hơn 7.600 tỷ chỉ để mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo thôi. Thế nhưng con số này là quả thực rất là lớn. Ví dụ như là cái năm 2012 vừa rồi, cả cái ngân sách khuyến nông cho nông nghiệp Việt Nam chỉ rơi vào có 550 tỷ thôi, tức là phục vụ hơn 10 triệu nông dân Việt Nam mà có 550 tỷ, mà mình dùng 7.600 tỷ, 612 tỷ này để nuôi sống hoặc để cứu trợ một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thì như thế là một cái sự không công bằng gấp 14 lần. Cái nghiên cứu của Oxfam cũng cho thấy rằng là thu nhập trung bình của một nông dân sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long có 535.000 thôi, thì riêng cái lượng 7.612 tỷ này có thể tương đương thu nhập của hơn 300.000 hộ trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế chúng ta thực sự phải xem lại cái cách mà chúng ta vận hành cái chính sách này như thế nào. Oxfam là một tổ chức vì người nghèo và muốn bảo vệ những cái nhóm yếu thế. Rõ ràng là cái nhóm nông dân sản xuất lúa quy mô nhỏ Việt Nam là những cái người đang cần được bảo vệ, đang cần được quan tâm. Thì quan điểm của chúng tôi là gì? Những cái chính sách khi chúng ta đặt ra thì phải xem lại và hướng tới cái vấn đề là phân bổ lại lợi ích giữa nông dân và các tác nhân khác trong cái chuỗi sản xuất gạo, trong cái chuỗi xuất khẩu gạo này. Và mình cần phải tuân thủ một số cái nguyên tắc cơ bản khi mình xây dựng những chính sách này. Ví dụ như cái nguyên tắc thứ nhất đấy là cái đối tượng hưởng lợi là ai. Nếu như anh xác định đấy là nông dân thì anh phải chứng minh cho được là nông dân được lợi trước khi thực thi cái chính sách này. Cái vấn đề thứ hai là mình phải đánh giá được cái tác động của chính sách. Sau khi mình thực hiện
thì mình cũng phải đánh giá nó có hiệu quả hay không. Và những cái đánh giá này thì phải được thực hiện bởi những cái cơ quan có tính chất trung lập như là viện nghiên cứu, như trường đại học, chứ tránh cái tình trạng là vừa đá bóng vừa thổi còi. Và nếu như nó không hiệu quả thì mình phải chỉnh sửa ngay và thậm chí cương quyết là dừng lại chứ không tiếp tục chính sách này nữa. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng đấy là cái tiếng nói của người trong cuộc. Hiện tại tất cả các cái chính sách và nhất là chính sách thương mại lúa gạo đưa ra là hầu như không có tiếng nói của người nông dân, hầu như không thực sự bảo vệ cho cái quyền lợi của họ. Trong tương lai thì mình cũng cần phải thể hiện, cần có những cái cải cách về thể chế để làm sao cho mình tiến tới vấn đề là lập được cái hiệp hội người trồng lúa và thực sự bảo vệ cái quyền lợi của người trồng lúa. Vâng, như vậy là hiện nay thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang được hưởng lợi rất nhiều nhưng mà lại chưa có những cái đầu tư thích đáng cho người nông dân, đúng không ạ? Vâng, hoàn toàn đúng như thế. Vâng, Việt Nam có thể nói là đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo và chính phủ Việt Nam thì cũng thể hiện rõ quyết tâm là sẽ giữ 3,8 triệu hectare đất lúa. Còn nông dân Việt Nam thì cũng rất là nỗ lực cố gắng để tăng vụ mỗi năm nhưng lợi nhuận thì ngày càng giảm. Thì theo bà thì bà đánh giá như thế nào về cái nghịch lý này? Những cái cố gắng của chúng ta rất nhiều nhưng cái kết quả thì lại không được như mong muốn. Nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái thị trường lúa gạo ở trên thế giới thì nó khá là mỏng và có rất nhiều nước tham gia, và hiện tại có thêm một số nước cũng đang bắt đầu tham gia vào thị trường đấy nữa, làm cho cái cạnh tranh về xuất lúa gạo, cạnh tranh giá nó ngày càng khốc liệt hơn. Chính vì thế Việt Nam cần phải xem rất cẩn trọng về cái hướng đi của mình, còn xem là liệu cái ngành lúa gạo là ngành mũi nhọn của nông nghiệp Việt Nam hay không. Và điều thứ hai như tôi nói trước là khi nào mình đưa ra những cái chính sách này thực sự xem đối tượng hưởng lợi là ai. Nếu như đối tượng hưởng lợi là nông dân và mình đã chứng minh chính sách là không hiệu quả như thế thì mình phải xem lại cái chính sách này, chứ không có bắt dân là phải bám đất bám lúa, phải bằng mọi cách bằng mọi giá để tiếp tục sản xuất để thực hiện những cái chỉ tiêu của địa phương đưa ra nữa. Và chúng tôi nghĩ rằng là có rất nhiều phương pháp, có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ như hiện tại đang có một cái xu hướng rất là mới trong đồng bằng sông Cửu Long, đấy là xu hướng cánh đồng mẫu lớn, và bây giờ lại đang đưa ra ngoài Bắc nữa. Thì có những cái đánh giá ban đầu cho thấy một cái kết quả nó khá là không rõ ràng. Có những địa điểm thành công, có những địa điểm chưa thành công. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu một điều là như này, chúng ta không có nghĩa là cứ cắm biển cứ ghi tên là thành cánh đồng mẫu lớn, cứ cắm biển cứ ghi tên là nông dân sẽ có tăng thu nhập. Mà với Oxfam chúng tôi khuyến nghị rằng là chúng ta nên cẩn trọng, không nên dần trải và không nên áp dụng một cách máy móc. Khi bất riêng đối với người nông dân trồng lúa, bởi vì cái hạt lúa nó phải cõng rất là nhiều trách nhiệm, nó vừa là an ninh lương thực này, nó vừa là sinh kế của người nông dân này, nó vừa là thể hiện một cái tầm quan trọng đối với cái ngành nông nghiệp Việt Nam nữa. Cho nên những cái tác động đấy là mình cần phải suy nghĩ ba chiều, mình cần phải đưa ra cả những yếu tố về môi trường, về kinh tế, về xã hội nữa, chứ không chỉ đơn thuần là cái thu nhập không. Khi mà người nông dân không được hưởng lợi từ chính sách này thì theo bà làm thế nào để chúng ta có thể có những cái thay đổi, có những cái khuyến nghị để mà người nông dân có thể được hưởng lợi hơn từ cái việc trồng lúa hiện nay ạ? Để cho nông dân có thể có lực lợi hơn về trồng lúa thì chúng ta phải nghĩ làm thế nào để giảm được cái chi phí sản xuất, làm thế nào để có thể ổn định được cái lượng cung và không có cái tình trạng dư cung nữa. Sau đấy thì mình mới nói tiếp tới cái vấn đề can thiệp của chính sách để đưa ra được cái giá nó ổn định. Thì để mà làm được như thế thì trên cơ sở những cái công việc mà chúng tôi đã làm với nông dân, và cụ thể là trong một cái chương trình hỗ trợ ứng dụng cái kỹ thuật thâm canh cải tiến SRE mà Oxfam đã cùng phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật từ năm 2006 đến nay. Thì đến tháng 10 2011 thì Bộ Nông nghiệp đã có một cái công bố là có trên 1 triệu hộ nông dân đã làm. Thì có những cái phương pháp làm như thế thì chúng tôi nghĩ rằng là mình có thể áp dụng được. Thế cách làm gì? Phải thực sự để cho người dân làm chủ, thực sự cho người dân đưa ra những cái quyết định trên đồng ruộng của mình và hiểu được những cái lợi nhuận đấy, và khi họ tin vào đấy thì họ sẽ bám ruộng, bám lúa và họ sẽ có những cái phản ứng hiệu quả hơn đối với cái chính sách của mình. Và để có thể làm được như thế thì mình cần phải quan tâm là gì? Cái hạ tầng cơ sở đã phù hợp với sản xuất lúa hay chưa? Cái điều kiện ruộng đồng đã phù hợp với nông dân hay chưa? Cái năng lực của nông dân, tức là cái nông dân nòng cốt, cái lượng cán bộ kỹ thuật tại chỗ đấy cũng phải được xây dựng năng lực thường xuyên này, rồi phải kết nối thị trường, nông dân và doanh nghiệp phải ký những cái hợp đồng bao tiêu, mua bán lâu dài. Và cái quan trọng là gì? Ai là người tổ chức điều hành cái sản xuất này của nông dân? Hợp tác xã đứng ra thay mặt cho nông dân hay là tự nông dân tổ chức một cái hình thức hợp tác mới, hay là chính quyền? Cái câu hỏi đấy cũng phải được giải quyết, chứ không, chúng ta không thể nào hành chính hóa, không thể can thiệp quá nhiều vào thị trường mà phải để cho thị trường nó lên tiếng. Vâng ạ. Xin